Thưa quý vị, chiều qua tại Đà Nẵng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận biểu dương Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện, đầu tư xây dựng củng cố tiềm lực khu vực phòng thủ vững mạnh, chung tay cùng chính quyền địa phương giúp nhân dân trên địa bàn ứng phó, đẩy lùi dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong thời gian tới cần nắm chắc tình hình, xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với tình hình dịch, tổ chức hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập trong bối cảnh mới, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, doanh trại để hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.